Quý khách hàng nào đang không thích nhà xây thương mại mà lại mong muốn là diện tích rộng gần với lại tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, gần với bến xe Nghĩa thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay cho quý vị một ngôi nhà siêu phẩm với thiết kế diện tích là 50m², thiết kế và xây dựng năm 2019. Thưa quý vị, nhà năm xây từ năm 2019, kiên cố chắc chắn, nhà dân xây độc lập duy nhất một căn và bây giờ thì chuyển đổi công tác có nhờ bên nhà tốt bán, ngõ đường trước nhà thực tế 2m2, cách với lại đường ô tô khoảng tầm 100m, và ngôi nhà này với hướng nhà là hướng Tây Nam. Quý vị nào đang hợp với những cái như yếu tố như thế thì đừng bỏ lỡ video này của Ngọc Ánh nhé. Ngọc Ánh sẽ quay và review tường tận cho quý vị một em nhà rất là đẹp, rất là hợp lý. Nhà dân xây thì chắc chắn là quý khách hàng sẽ rất là thích và mẫu mã thì còn rất là mới. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể ngôi nhà, vị trí thuộc giao lộ phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, gần với trục đường quốc lộ 6, cách với bến xe Nghĩa khoảng tầm 700m, cách với tuyến đường sắt trên cao 700m, tiện ích sinh hoạt xung quanh đầy đủ, nằm trong khu dân cư đông đúc. Mời quý vị theo em vào tầng 1 của ngôi nhà. Với phần cửa chính thiết kế hai lớp cửa chắc chắn, cửa cuốn điện và bên ngoài, còn ở bên trong là cửa kính cường lực thưa quý vị. Và với cái diện tích của nó thì 50m², mặt tiền 3m85, mặt hậu 4m35. Tí nữa ngoài sẽ nói về một chút phần hậu cho quý vị. Còn đây, với căn nhà này hiện tại đang là nở hậu rất là đẹp. Ngoài đang đứng là phần tầng 1, phòng khách của ngôi nhà. Với không gian phòng khách, chủ nhà đã hoàn thiện cơ bản. Gần như là nói chung là với cái nhà này thì chỉ quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở được ngay. Với căn nhà này ấy, thì xây từ năm 2019, tuy nhiên thì đợt vừa rồi chủ nhà cũng có sơ sửa lại một chút để cho nó mới để gửi tới quý vị. Và hiện tại thì chủ nhà đang để ở đây là một bộ ghế sofa này. Ở đây thì thiết kế quạt trần này, hệ thống trần thạch cao. Xung quanh ở đây thì quý vị có thể nhìn thấy trần phào. Ở đây là chủ nhà mới sơn sửa lại mọi người nhé. Nên nhà có như thế nào thì em quay review cho quý vị là y như vậy. Nói chung cơ bản là nhà vẫn như mới mọi người ạ. Đấy là phần không gian phòng khách. Còn đây là phần không gian phòng bếp. Ở cái nhà này thì phần hậu ở đây mọi người ạ, nó có bị chéo một chút, tuy nhiên nó không bị thấp hậu. Mà cái phần chéo này chủ nhà thiết kế ở đây để tiểu cảnh, cũng như là làm ô thoáng giếng trời đây mọi người ạ. Thực tế nhé, rất là thoáng. Và hiện tại thì chủ nhà có để cho mình một cái chiếc cây cảnh ở đây, làm tiểu cảnh đây rất là đẹp. Phần tiếp theo ở đây là chủ nhà thiết kế một phòng ở đây, phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1 cho quý vị. Nói chung là với nhà dân xây có sao ngỏ ánh review cho quý vị như vậy. Mặt tiền 3m85, hướng nhà là hướng Tây Nam, mặt hậu 4m35. Quý vị nào cảm thấy ngôi nhà này mà đáp ứng được cái công năng sử dụng, đáp ứng được cái tiêu chí, cái nhu cầu, cái vị trí thì đừng bỏ lỡ và gọi ngay cho nhà tốt Ngọc Ánh để Ngọc Ánh tư vấn và đưa quý vị đi xem nhà thực tế nhá. Còn cái nhà này thì cái giá bán cũng vô cùng hợp lý. Giá bán thì để ở dưới phần bình luận, quý vị có thể bấm vào xem thực tế. Đây là phần tủ bếp, không gian bếp của ngôi nhà cũng tương đối là rộng. Với cái nhà này thì nói chung là những cái đồ này là hoàn thiện gần như là xong hết rồi, chỉ việc dọn đồ về ở luôn thôi, bởi vì nó không phải là nhà mới tinh. Tuy nhiên thì vậy cho nên là những cái công năng sử dụng là bà nó đã có sẵn rồi. Còn đây, toàn bộ gạch lát nền, kích thước gạch 60-60, vân đá granite mọi người ạ. Ở đây thì quý vị có thể kê cho em một bộ bàn ăn 6 ghế ở đây, rất là hợp lý. Với diện tích rộng, xây hợp lý, chắc chắn, kiên cố. Nhiều quý khách hàng của Ngọc Ánh chia sẻ rằng muốn tìm những cái căn nhà không phải nhà xây thương mại, nhà cũ cũng được, diện tích rộng một chút, xây 2-3 tầng cũng được. Nói chung có như thế nào thì em quay và review ngay cho quý vị. Ngôi nhà này thì chủ mới gửi bán thôi. Đây, toàn bộ hệ thống tay vịn, cổ trụ, cầu thang mọi người có thể nhìn thực tế đây. Đó, đúng tính chất nhà dân xây luôn, rất là đẹp. Mặt bậc của bậc cầu thang đá đen, cổ trắng. Đó, đứng từ phía không gian phòng bếp này ra phía không gian ở đây là phần phòng khách này, rất là rộng. Đây mới là phòng vệ sinh sử dụng ở tầng 1 mọi người ạ. Còn cái phần bên trong kia là cái phần chế biến, cũng như là cái chế biến đồ tươi sống. Đó, đây là cái phần phòng khách. Đây là cái phần phòng khách cũng như là phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 1. Chính xác, đây mới là phòng vệ sinh. Còn kia là cái khu vực chế biến đồ tươi sống ở trong khu vực bếp mọi người nhé. Đấy, hệ thống trần thạch cao, hai chiếc quạt trần, đèn led chiếu sáng, đứng từ không gian phòng bếp hướng ra không gian phòng khách, rất là ok. Nhà này thì phù hợp với quý vị đi làm ở đâu ạ?
phù hợp với quý vị đi làm ở Hà Đông theo tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, hoặc quý vị có thể đi lùi về phía Chương Mỹ, hoặc quý vị có thể đi làm ở phía Thanh Oai. Nói chung với cái ngôi nhà này, quý vị lấy cái mốc bến xe Nghĩa làm gốc cho em và có thể Google Map mua nơi xem cái nơi nào mình đi làm nó thuận tiện, giá bán như thế và cái thiết kế công năng nhà như thế thì có nên đi xem hay không. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và với diện tích 50m², thiết kế rất là hợp lý thưa quý vị. Diện tích rộng, cầu thang ở giữa, phòng vệ sinh ở giữa, thiết kế hai phòng ngủ rộng hai bên. Đây, phòng ngủ đúng là siêu rộng mọi người ạ. Rèm cửa sẵn đây rồi, cửa sổ thông thoáng. Đó, cho nên là nhà có sao thì Ngọc Ánh review chuẩn chỉnh cho quý vị như vậy. Giá thì chỉ nhỉnh 3 tỷ một xíu xíu thôi. Vô cùng hợp lý, diện tích rộng dành cho quý khách hàng nào thích, cũng như thích nhà dân xây, không thích nhà thương mại. Đây, cửa thông phòng bằng gỗ lim rất là chắc chắn. Hành lang đi vào giữa các phòng cũng vậy. Ở đây có khe thoáng nên là có mở được một cái cửa ở đây mọi người ạ. Đây là phần phòng ngủ phía bên trong. Phòng ngủ ở phía bên trong ở đây thiết kế cho quý vị cửa sổ này. Cái ô giếng trời Ngọc Ánh có chia sẻ ở phía dưới tầng 1 cho quý vị đây. Đây để ở đây để quý vị có thể nhìn rõ nhất. Ô giếng trời thoáng lấy ánh sáng từ trên phía tầng 4 xuống tầng 1 và xuống các phòng ngủ ở phía bên trong. Phòng ngủ này rất là rộng, đồng thời chủ nhà có thiết kế phòng vệ sinh thiết kế ở bên trong phòng ngủ này nha mọi người. Vô cùng hợp lý đấy, cho nên nhà này quý vị cứ xem Ngọc Ánh review hết từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 để xem là cái ngôi nhà này nhà dân thiết kế như nào. Theo nhận định cá nhân của Ngọc Ánh thì thấy rất là ổn. Đây, phòng vệ sinh này là chủ nhà lắp luôn bình nóng lạnh cho mình rồi. Phòng vệ sinh bên trong phòng ngủ nha mọi người, thì có nghĩa là cái phòng vệ sinh kia là sử dụng cho phòng bên ngoài. Điều hòa để lại, rèm cửa để lại cho quý vị. Đấy, xây dựng rất là ok và chắc chắn, rất là đẹp. Cửa thông phòng đây, quan trọng nhất nó là vị trí. Vị trí thì Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi, mọi người cảm thấy phù hợp thì mọi người đi xem. Đây là phòng vệ sinh sử dụng cho cả hai phòng cũng được, mà phòng bên ngoài cũng được. Đấy, đây, hợp lý. Đúng như hiện trạng thì căn nhà này quý vị dọn đồ về và ở được ngay nhá. Sáng mua chiều dọn về được luôn. Và mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế như tầng 2, tuy nhiên ở phía tầng 3 nó có khác một chút. Ở trên phòng tầng 3 ở đây thì thay thế vào phòng vệ sinh sử dụng giống ở tầng 2, thì chủ nhà để thoáng như thế này cho quý vị. Đây, quý vị nào mà có phần chưa hiểu có thể kết bạn Zalo, em sẽ gửi sổ đỏ trước để quý vị cảm thấy ok thì mình đi xem và sẽ tư vấn trước cho quý vị nhé. Ở trên phía tầng 3 đây rất là thoáng, cửa sổ trời, ánh sáng tự nhiên, phòng ốc rộng, phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng tầng 3 trước và sau. Đây, phòng vệ sinh cũng rất là rộng, màu sắc gạch ngói cũng rất là nhã nhặn quý vị ạ, rất là đẹp luôn, gần như là vẫn như mới luôn ấy. Quan trọng nhất là cái mọi người thích là nhà dân xây kiên cố chắc chắn. Nhiều người cứ đắn đo là nhà xây thương mại thế này thế kia nọ kia, nhưng thực tế luôn tại thời điểm này thì chủ nào xây cũng vậy, rất là kiên cố, không có nhà xây chung tường chung móng mọi cái đâu ạ. Đây là phần phòng ngủ ở phía tầng 3. Như vậy lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà là ngôi nhà này có 4 phòng riêng, phòng khách riêng, phòng bếp riêng, 4 phòng ngủ riêng, công năng sử dụng quá là ok cho một hộ gia đình 3 thế hệ ở được. Và mời quý vị theo em lên khám phá tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và Ngọc Ánh hiện tại đang đứng ở tầng 4 của ngôi nhà, nhưng Ngọc Ánh chia sẻ cho quý vị tầng 2, tầng 3, tầng 4 đây mọi người này. Ở cái phía hành lang, cầu thang đều có cửa sổ thông thoáng. Trên phía tầng 4 ở đây thì chủ nhà thiết kế cho quý vị ở đây là phòng thờ này. Đây, phòng thờ này, ban công này. Đây mọi người có thể nhìn thực tế xung quanh luôn. Đứng từ vị trí ngôi nhà này cũng nhìn thấy bến xe Nghĩa, nhìn thấy tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, nằm trong khu dân cư đông đúc. Nó nằm ở trên mặt ngõ, tuy nhiên không phải ngõ thông mọi người nhé. Mặt căn này nó là căn cuối cùng luôn. Cho nên là có như thế nào thì mọi người cứ xem review của em, ok thì đi xem nhà. Đây là phần phòng vệ sinh ở tầng 4. Phòng vệ sinh tầng 4 này thì chủ nhà thì chỉ để đơn giản như thế này thôi, để mọi người có thể để máy giặt. Còn nếu như quý vị có nhu cầu sử dụng ở trên này thì về quý vị có thể lắp thêm bồn cầu. Còn đây là phần tầng 4, sân phơi, siêu rộng.
Đây, làm cả một chiếc cửa nữa mọi người ạ. À, xinh xắn luôn. Trên phía tầng 4 này là lợp mà mái tôn chống nóng. Đây chính là phần mà Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người, ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng, phần lưu thông xuống phần phòng ngủ cũng như phòng bếp. Mọi người có thể nhìn thực tế. Đó, thiết kế rộng rãi, rất là đẹp, rất là ổn, chắc chắn. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, đi xem nhà thực tế về ngôi nhà này thì gọi ngay cho Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh của em ở những video tiếp theo.